Hòa phương vô môn duy nhân tự chiêu tiền ác chi báo như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên tập 101 một chủ giảng là pháp sư Tịnh Không địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore chưa gì đồng học chào mọi người hôm qua tôi đến ở trong kinh Phật dạy chúng ta làm thế nào để chung sống với bạn bè Phật đã nói năm điều chúng ta cần phải nhớ kỹ phải hết lòng nỗ lực mà tu học đặc biệt là hôm nay chư vị đồng học ở lớp huấn luyện bồi dưỡng chúng ta vừa là đồng học vừa là bạn bè cho nên quan hệ vô cùng mật thiết là đồng học đồng chí ở trong kinh giáo nhất định phải học hỏi trao đổi lật giao phải hết lòng nghiên cứu thảo luận đôi bên đều được tiến bộ và có thể làm lợi ích chúng sanh Hôm qua tôi nghe tượng phổ giảng kinh Thầy giảng đến tứ duyên Giảng có vấn đề Hôm qua dường như các đồng học đi nghe rất ít Buổi tối nghe nói còn đi xã giao nữa Phật ở trong kinh giảng bốn loại duyên này Là thân nhân duyên sở duyên duyên vô gián duyên tăng tượng duyên ý nghĩa này chúng ta nhất định phải đem đó phân biệt cho rõ ràng thân nhân duyên là tất cả chúng sanh mỗi người đều có đầy đủ duyên mãn nghiệp nhân của thập pháp giới tẩy đều đầy đủ hiện tượng y chánh tra nghiêm ở trong tập pháp giới đây là sở duyên duyên ngày nay tại sao chúng ta lại có hiện tượng đời sống này tại sao thập pháp giới không giống nhau dùng cách nói hiện nay của nhà khoa học để nói tại sao lại có rất nhiều chiều không gian như vậy đó là do sở duyên duyên khác nhau sở duyên duyên cũng vô cùng phức tạp chúng ta chỉ nói về điều quan trọng nhất đó chính là phan duyên sở duyên duyên là phan duyên ở trong phan duyên đã bao gồm dọc tượng phân biệt chấp trước đây đều là thuộc về sở duyên duyên có sở duyên duyên thì liền hiện tướng ngay những gì mà chúng ta ngày nay hiện là hiện tượng gì vậy sẽ biết được sở duyên duyên của mình là gì Phật và Pháp Thân Đại Sĩ sở duyên của các ngài là dứt chân Pháp giới. Sở duyên của chúng ta là thập Pháp giới, là lục đạo trong thập Pháp giới. Cõi người và ba đường ác ở trong lục đạo. Đây là sở duyên duyên của chúng ta hiện tượng trước mắt này, đi là cõi người, ở trong cõi người lại có thập pháp giới. Chúng ta duyên cái gì ở trong đây? Duyên tham sân si, tự nhiên thành như vậy. Một mảy may miệng cưỡng cũng không có, từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi. Gợi tâm độc niệm đều là tham sân si Đều là nhân ngã tiện phi Tham sân si mạng Vậy là trong Pháp giới Người duyên giới bốn Pháp giới phía sau Tại vì sao hiện tượng này lại nối tiếp nhau trong một thời gian vậy. Đây là vô gián duyên. Ý niệm này của chúng ta, ý niệm sau nối tiếp ý niệm trước. Duy trì cảnh giới tương tự. Đây gọi là vô gián. Nếu như vô gián duyên không còn thì cảnh giới lập tức sẽ chuyển biến. Con người đến khi lâm chung, chút một hơi cuối cùng là vô gián duyên đoạn rồi. Giai đoạn vô gián duyên này đoạn rồi thì một giai đoạn vô gián duyên khác sanh khởi lục đạo luân hồi chính là sự việc như vậy cho nên ba loại duyên này bản thân đều có đầy đủ không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài bạn phải chú ý đến điểm này Chúng ta học Phật Sự việc tốt này Ở trong Pháp giới người Chúng ta duyên Pháp giới Phật Sức của duyên này phải mạnh Phải vượt qua tập khí phiền não của mình Thì duyên này của chúng ta Sẽ không bị gián đoạn phật bồ tát từ bi gia trì cho chúng ta hoàn cảnh tu học tẩy điều thuộc về tăng tượng duyên chúng ta gặp được phật gặp được phật pháp là tăng tượng duyên gặp được tiện tri thức là tăng tượng duyên gặp được hoàn cảnh tu học tốt là tăng tượng duyên có đồng tham đạo hữu tốt cũng là tăng tượng duyên Đây không thuộc về cái đầy đủ ở trong nội tâm của mình. Phạm là bên ngoài thì toàn bộ là tăng tượng duyên. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Ba loại duyên phía trước này là cái mà bản thân chúng ta vốn đầy đủ. Cái không thuộc về bản thân vốn có thì đều là tăng thượng duyên, đều là cái bên ngoài. Các bạn có nghi vấn thì phải hỏi, nhất định phải phân biệt rõ ràng. Không được hiểu sai. Càng không được giảng sai. Người biết dụng công và người không biết dụng công khác biệt nhau rất lớn Người biết dụng công thì ở trong một đời nhất định thành đạo du tượng. Hôm qua, tôi nhìn thấy các bạn có in một tờ giấy với nội dung là Sống trong thế giới cảm ơn. In rất hay. chúng ta mỗi ngày đọc một chút mỗi ngày xem qua rất có giúp đỡ đối với việc tu học của chính mình người thế gian thường nói làm việc khó làm người càng khó nhất là xã hội hiện nay con người thông thường đang khiếm khuyết lời dạy bảo của Thánh Hiền. Thuận theo tập khí vô minh phiền não của chính mình. Người như vậy rất khó chung sống. Thường hay nổi giận với chúng ta. Người biết tu hành thì thấy đây là việc tốt. Những người này giúp đỡ chúng ta Đây là tăng tượng duyên Thành tựu dẫn dục ba la mật cho chúng ta Ở trong Kim Kim Cang Phật nói Hết thầy Pháp thành tựu đưa nhận Bạn có thể buông xuống Có thể giữ quy củ Có thể dẫn dục Bảo đảm bạn một đời này thành công bạn công trình nhẫn thì chắc chắn thất bại tôi là một người học giảng kinh tôi hiểu rõ những đạo lý này trước đây tôi ở đài trung dưới hội của lão cư sĩ Lý Bình Nam đã theo học 10 năm. Thầy dạy tôi, đối đại với tôi. Thầy từng sự là trí tuệ cao độ. Lúc nào cũng đè nén tôi xuống phía dưới, Đại chuyên Phật học giảng tọa ở Thư viện Từ Quan Đại Trung, tôi phát gửi. Khóa trình buổi giảng là Thầy Lý bảo tôi đến phòng của Thầy. Thầy hỏi ý kiến tôi. Chẳng khác gì nói là chúng ta cùng nhau đặt ra. Mời những vị thầy nào đến dạy. Thầy Lý đều bàn bạc, bạc với tôi. Nhưng mà khi đại chuyên giảng tọa khai giảng thì thầy không xếp tôi vào. Tôi làm tạp vụ ở trong đây. Hay nói cách khác, không để tôi có cơ hội biểu hiện. Đây là việc tốt. Tôi hiểu rất rõ. Nếu như có cơ hội biểu hiện, bạn biểu hiện tốt, thì sẽ khiến người ta đố kỵ. Biểu hiện không tốt, thì người ta châm biếm, phỉ bán. Thật khó. Mặc dù sống ở đại trung như vậy Nhưng sống cũng không phải dễ dàng Trong tâm tôi rất rõ ràng Nhất định không được phạm một chút sai lầm Nếu như bạn phạm sai lầm Thì bạn sẽ bị khai trừ Bạn sẽ phải rời xa hoàn cảnh này Cơ hội học tập không còn nữa Hết sức cẩn thận Mười năm như một ngày Không thể nhẫn thì làm sao được Không dám đắc tội với một người nào Chung sống với người phải nói năng nhỏ nhẹ Thầy Ngộ Uy muốn học giảng kinh tốt. Tôi đưa thầy đến Úc. Giảng ở Úc rất tốt, mọi người đều rất tán thán. Nào ngờ đã cãi giả với người ta. Tốt thôi, vừa cãi nhau như vậy thì phải rời đi. Người ta khai trừ thầy, không cần thầy nữa. Đây đúng là không hiểu chuyện. Nếu người ta mắng bạn thì phải cung kính lắng nghe. Nếu người ta đánh bạn thì hãy mau quỳ xuống để cho họ đánh. Vậy chúng ta mới là học Phật. Chúng ta học Phật chính là học như vậy. Người ta muốn đánh thì ngoan ngoãn quỳ xuống đất để cho họ đánh. Đợi họ đánh đủ rồi, không đánh nữa thì đứng lên, Bị mắng không mắng lại Bị đánh không đánh lại Bằng không thì Việc học Phật này của bạn đi về đâu rồi Chúng ta tiếp nhận sự lăng nhục của người khác Nhưng bản thân chúng ta Nhất định không có ác ý Đối với người khác Chịu oan để cầu toàn Đây là lễ mà nhà nho nói Tinh thần của lễ chính là chịu oan để cầu toàn. Cho nên các bạn thấy trong lễ ký, mở đầu thiên thứ nhất là khúc lễ, khúc là oan ức, đổ oan cho mình. đi là hiểu được lễ. Lễ là chính mình phải biết, không phải để dạy người khác. Chúng ta dùng lễ đối đại với người tuyệt đối không mong người khác dùng lệ đối đại chúng ta tâm của bạn sẽ an nghe bình nghe ta dùng lệ đối đại người và cũng yêu cầu người dùng lệ đối đại ta điều này khó quá khó tại sao vậy họ chưa được học không thể trách họ trong kinh vô lượng thọ phật cũng nói rất rõ ràng đời trước không tốt không có dạy họ bạn làm sao có thể trách họ được cha mẹ họ không dạy họ thầy họ không dạy họ bản thân lại không chịu chăm chỉ học họ sao có thể hiểu được cho nên mọi hành vi tập tác của họ thuận theo tập ký phiền não của họ là chuyện bình thường phải biết đó là người phàm Người tu hành chung sống với người không tu hành Thì người tu hành phải chịu thiệt Phải nhường nhịn Điều này mới biểu hiện bạn là tu hành Bạn không thể nhẫn nhường những nghĩ muốn trả thù giống như họ Thậm chí dù không trả thù nhưng rời xa họ Ta tránh đi là được rồi đây đều không phải là thái độ của người tu hành. Bạn là người tu hành chân thật thì bạn phải cảm hóa họ trong thời gian dài. Họ đối với ta xấu mấy đi nữa, ta giữ một bực đối tốt với họ. Con người đều có lương tri, đều có Phật tánh, đều có lương tâm. Chẳng qua là tập khí phiền não quá nặng. Cho nên họ cần thời gian tương đối dài mới có thể quay đầu. Người phiền não nhẹ thì quay đầu nhanh. Người phiền não nặng thì quay đầu chậm. Phật Bồ Tát đối với chúng ta có tâm nhẫn nại. Đời đời kiếp kiếp cũng không từ bỏ đây là chỗ chúng ta phải học tập cho nên tất cả phải vì phật pháp mà suy nghĩ phải vì hạnh phúc của chúng sanh mà suy nghĩ bản thân chúng ta chịu quan ức một chút thay phật làm thêm một chút việc thay phật làm việc đây là công đức chân thật cho nên chúng ta tự nghĩ Thế gian có mấy người ở trong một đời Có thể vì Phật Bồ Tát mà phục vụ Có thể vì tất cả chúng sanh mà phục vụ Cơ hội này quá ít, quá hiếm có Gặp được cơ hội này Có người đến chứng ngại bạn Đến kiếm chuyện với bạn Khiến bạn thoái tâm Đó là ma chứng hiện tiền Gặp ma chướng thì cần phải có năng lực khắc phục Phương pháp khắc phục duy nhất là dẫn dục ba la mật Cho nên nhất định phải buông xuống kiêu mạng của mình Buông xuống tập khí của mình tùy thuận chúng sanh ở trong tùy thuận chúng sanh mà thành tựu sáu ba la mật của mình đó gọi là công đức tùy hỷ công đức là tu như vậy cho nên người biết tu thì cảnh giới bên ngoài đều là tăng tự duyên tốt người không biết tu hành thì cảnh giới bên ngoài đều là nghịch tăng tự duyên điều khiến bạn sinh phiền não, điều khiến bạn tức giận, điều khiến bạn thoái chuyển. Do đây có thể biết cảnh giới bên ngoài không có tốt xấu. Một bài văn nhỏ tôi in ở đây, pháp ngữ của Đại sư Ngậu Ích nói rất hay. Cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất Chuyên là hoàn cảnh dân sự Không có tiền ác, không có tốt xấu Tốt xấu cởi từ tâm mình Tâm của mình cởi một niệm thiện Thì bên ngoài ai ai cũng thiện Mỗi sự mỗi vật đều thiện Không gì không thiện Đều là giúp đỡ ta Cảnh giới tuần nghịch đều là giúp đỡ ta tu nhận dục ba la mật. Trong tuận cảnh, không tham. Nghịch cảnh, không sân. tuận cảnh, nghịch cảnh, người tiện, người ác hiện tiền thì biết rất rõ ràng, rất sáng tỏ, Vậy có cảnh giới nào không phải là tăng tượng duyên tốt? Chỉ xem một điểm này của chúng ta có thể chuyển trở lại được không? Đây là quan trọng hơn hết bản thân chúng ta đời này có thể thành tục hay không mấu chốt chính ở chỗ này phải học cái gì cũng có thể nhẫn thực ra mà nói sống trong nghịch cảnh nghịch duyên đã khó mà sống trong tuần cảnh tiện duyên càng khó hơn ở trong tuần cảnh tiện duyên không có một bảy may tâm tham ái khó hơn nhiều so với trong nghịch cảnh. Cho nên, người tiểu thừa học từ trong nghịch cảnh, học ở trong khổ hạnh. Bồ Tát Đại Thừa học từ trong tuần cảnh. Trước tiên từ nghịch cảnh chuyển thân trở lại để rồi lại tu trong tuần cảnh. Tuần nghịch hai bên đều không dính nhiễm nữa thì bạn mới có thể vượt thoát thập pháp giới. Phật ở trong kinh nói đạo lý này rất rõ ràng, rất tường tận. Hơn nữa, Bồ Tát làm tỳ phạm cho chúng ta xem. Tôn giả ca diếp tu cổ hạnh. Thích ca mô ni Phật Tì hiện tu cổ hạnh. Vậy người sơ học Chỗ mà tiện tài đồng tử thì hiện là thuận cảnh. Là Bồ Tát Đại Thừa. Ở trong tiện duyên thuận cảnh như như bất động. Cái mà Tông Môn gọi là đi qua cả bụi hoa thân cung dính mạnh lá cái tâm này của Bồ Tát Đại Thừa mới thật sự đạt đến thanh tịnh. Cảnh giới tuột nghịch hiện tiền không có gì không thanh tịnh, bình đẳng. Bản thân chúng ta thành công rồi. Gặp người có duyên. Thế nào gọi là người có duyên? chịu nghe, chịu tin, có thể giải, có thể hành là có duyên. Có duyên thì nhất định phải giúp đỡ họ. Không có duyên thì sao? Không có duyên thì trong tâm thường quan tâm. Cứ từ từ. Đến khi nào họ chịu quay đầu đến lúc đó thì giúp đỡ họ. Có thể tin, có thể giải, có thể hành. Đó gọi là quay đầu. Ba điều kiện này không đầy đủ là hiện tại thời tiết nhân duyên chưa chín mùi từ từ đợi. Chư Phật Bồ Tát vô cùng nhẫn nại. Đợi vô lượng kiếp cũng không sao cả. Cho nên, mọi việc không thể dội vàng gấp gáp. Nhất định phải nhận rõ thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi Miệng cường sẽ không được Trái lại Miệng cường sẽ trì hoãn Cái duyên này thêm mà thôi Thực sự có tâm từ bi Nhất định phải biết cái gì gọi là Hằng thuật chúng sanh Tu tùy hiện công đức như thế nào Cho nên đồng học ở chung với nhau thì phải vui mài lẫn nhau phải hỏi đáp qua lại ý nghĩa bức sanh bức diệt này hôm qua cũng chưa giảng rõ ràng còn váy hạ công phu cái này chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói là nghe nhiều nghiên cứu nhiều các đồng học cùng nhau tạo luật nhiều làm nhiều nghiên cứu tạo luận động đất lớn ở đài loan từ hôm qua đến sáng hôm nay đã đăng tin rất nhiều mọi người đều biết đây là một trận tai nạn rất lớn mỗi người khi nghe đến thì đều rất hoang mang sợ hãi tai nạn giống như vậy ở thổ nhĩ kỳ cũng xảy ra gần như cùng một thời gian số người tử vong còn nhiều hơn rất nhiều lần so với đài loan những chỗ này khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc phật nói cho chúng ta biết ở trong kinh mạng người vô tường cõi nước mong manh thời gian độc đất chỉ có mấy giây chúng ta nhìn thấy những tin tức rất thê thảm có rất nhiều gia đình chết cả nhà tự gian chỉ có mấy giây tai nạn giống như thế này có thể là vừa mới bắt đầu Trước đây chúng tôi có xem qua một tài liệu của Thi Chúa Giáo Tài liệu mà họ lưu hành nội bộ về dự đoán tai nạn Dự đoán độc đất lớn toàn cầu xảy ra liên tục trong 24 giờ Thời gian chỉ mấy giây mà đã tạo thành tai nạn lớn như vậy. Nếu động đất lớn 24 giờ, thì có thể toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt cả. Chúng ta sinh vào thời đại này. Cần ừ phải có tâm cảnh giác cao độ. Làm sao sự trí ổn thỏa tốt đẹp nhất đây? Nhất định phải tuân thủ lời dạy của Phật, y giáo phụng hành. từ trong đội tâm đoạn tất cả ác tu tất cả thiện đừng chấp tướng sống chết không đáng sợ cái đáng sợ là sau khi chết rồi sẽ đi về đâu ở trong kinh điển Phật đem tình trạng của vũ trụ nhân sinh giảng cho chúng ta vô cùng thấu triệt vô cùng sáng tỏ tai nạn từ đâu mà đến do nghiệp lực chiêu cảm ở trong các buổi giảng chúng tôi thường hay nhắc nhở tâm tham cảm đến là nạn nước trong rất nhiều lời tiên đoán dự ngôn tương lai nước biển sẽ dâng cao băng ở nam bắc cực bị tan chảy nước biển sẽ dâng cao 50 mươi mét khu vực ven biển toàn thế giới tẩy đều bị dấn chìm Phật nói cho chúng ta biết đó là do tâm tham tạo thành. Nạn lửa là do sân giận tạo thành. Tâm địa chúng ta đều là lửa tâm địa của người thế giới cực lạc là lưu ly là mát mẻ vậy liền thấy được hai thế giới không như nhau tại sao tâm địa của người thế giới cực lạc là mát mẻ vậy tâm người bên đó không có tham sân si tâm người thế giới cực lạc là giới định tuệ tâm người trên thế giới này của chúng ta là tham sân si cho nên cảm đến hoàn cảnh của y báo là lửa núi lửa bùng phát các mảng dọ trái đất di động tạo thành tai nạn lớn trên toàn thế giới. Lửa ở trong đất phun ra bên ngoài. Ngu si là cảm đến nạt gió. Ở trong tâm chúng ta bất bình, bất bình thì cảm đến độc đất. Ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết Nguyên nhân căn bản của tai nạn Từ đâu mà có Đây là điểm mà ngày nay nhà khoa học Vẫn chưa nghiên cứu đến Khoa học chỉ giới hạn trong hiện tượng vật chất Không có nghiên cứu hiện tượng của tâm lý Vật chất do đâu mà có là từ trong tâm biến hiện ra. Tông Pháp tướng duy thức trong nhà Phật nói về điều này vô cùng thấu triệt. Bất kỳ một người nào, bất kỳ một động vật nào, mạng sống là liên kết thành một thể với tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới liên quan mật thiết. cho nên sống chết không đáng sợ cho dù chúng ta không may gặp phải tai nạn tâm nhất định phải định tuyệt đối không thể hoảng loạn lúc này là bước ngoặt quan trọng nhất a di đà phật không thể quên Nếu có thể ở trong khoảng sát đa này, bạn không quên Phật hiệu, bạn không hề sợ hãi, thì bạn nhất định được sanh tịnh độ. Đây là sự chọn lựa hàng đầu. Sự chọn lựa thù thắng nhất, chúng ta phải biết. Ở trong tâm, nếu có sự chuẩn bị này trong tập pháp giới thì chúng ta chọn pháp giới phật vì vậy pháp thế gian tuyệt đối không được mảy may tham luyến ở trong các bụi giảng chúng tôi thường kính khuyên mọi người phải làm người tốt thì mới có thể làm phật làm người ác thì không tương ưng rồi người ác là tương ưng với ba đường ác bắt đầu làm người tốt từ đâu vậy phải bỏ đi tự tư tự lợi phải buông xuống ái dục phải buông xuống tị dục tỵ là ham thích phải buông xuống ý niệm khống chế đối với tất cả người việt và vật ý niệm còn không có thì bạn sẽ không có hành vi rồi ý niệm là mê hoặc hành vi là tạo nghiệp nhất định phải buông xuống hành vi chiếm hữu đối với tất cả người diệt và vật thì chúng ta giảng sanh tịch độ tuột buồm xuôi gió một mảy may chướng ngại cũng không có tất cả mọi tội nghiệp chúng ta thấy trong cảm ứng thiên giảng về ác báo nói được nhiều như vậy Tuy là nêu thí dụ để nói rõ Chúng ta đọc rồi Suy nghĩ kỹ một chút Có điều nào mà chúng ta chưa phạm Đã phạm lỗi lầm cực nặng Mà tự mình thật sự không biết Tuy gọi là mê hoặc điên đảo Gọi là ngu si Cho nên chúng ta đoạn ác tu thì sự lỗi làm mới. Nhất định phải bắt đầu làm từ không lừa mình, không dối người. Kinh Kim Gan Bát Nhã cho chúng ta biết hết thảy pháp ngũ vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương, cũng như điện, Phật và Đại Bồ Tát nhìn thấy chân tướng sự thật. Cho nên các ngài tâm địa thanh tịnh mẩy trần không nhiễm. Đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Trong đời sống từ ngày sự, sự đối người tiếp vật chỉ có một tâm thuận thiện. Thuần là tâm làm lợi ích tất cả chúng sanh. Thuần là hành vi lợi ích tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không cầu lợi ích cho bản thân. Nếu cầu lợi ích cho bản thân thì chính là tội lỗi. Những ác hạnh này tại sao chúng ta tại đều có? Ý niệm lợi ích bản thân chưa buông xuống. Cho nên gặp phải tai nạn họ sẽ hoảng loạn. Họ mong được sống. Tham sống sợ chết. Ý niệm này liền lập tức khởi lên. Bình thường niệm Phật phát nguyện cầu sanh tịnh độ đến từ khắc đầy tì quên sạch. Bị hoảng loạn sợ hãi lấn áp rồi. Phật không còn nữa, công phu đều rèn luyện ở lúc bình thường chính là ở trong đời sống thường ngày đến khi nào đem ý niệm từ thư tự lợi đoạn hết thực sự buông xuống rồi thì đạo bồ đề của bạn liền thành tựu Nếu như không buông xuống được Vì tất nhiên là Ở trong không hay không biết Đều làm những việc Tổn người mà không lợi mình Người thông thường hiểu lầm Là tổn người sẽ có lợi cho mình Điều này chắc chắn là sai lầm tổn hại người khác, cái mà bản thân được lợi là một chút lợi nhỏ trước mắt. Còn quả báo thì không thể tưởng tượng. Nhưng duyên quả báo đây là định luật của thế xuất thế gian. Cho nên nhà Phật lại nói vạn pháp giai không nhưng quả bất không. Bạn tạo nhân gì thì bạn sẽ được quả báo như thế ấy. Nhân quả thông ba đời có hiện báo có sanh báo có học báo sanh báo là quả báo của đời sau hậu báo là đời thứ ba trở về sau nữa ở trong kinh phật nói rất rõ ràng chủ đến trăm ngàn kiếp nghiệp đã tạo không mất lúc nhân duyên hội ngộ quả báo vẫn tự thọ hiểu rõ chân tướng sự thật này chúng ta mới biết thật sự phát tâm đoạn ác tu tiện không những là không có hành vi tổn hại người khác mà ý niệm hại người cũng không có. Vậy tâm này mới thanh tịnh. Mới là người tiện chân thật, người tu hành chân thật người tu hành thật sự không có người biết bạn cũng không có người tán thán bạn nhưng phật bồ tát biết quỷ thần biết nhất định được phật bồ tát hộ niệm những thiện thần hộ pháp này sẽ giúp đỡ bạn họ bảo hộ bạn bạn liền có thể tránh khỏi tai nạn người tu hành chân thật ở trong tâm có cầu tránh khỏi tai nạn hay không? Không cầu. Tại sao không cầu? Đây là vọng tưởng, là tạp niệm. Ở trong nhất tâm niệm Phật còn có cầu tránh khỏi tai nạn gì thì không chuyên tâm là sen tạp rồi. Công phu không thuận. Có cầu Chính là phan duyên. Vô cầu là tùy duyên. tai nạn đến rồi. Có thể tránh khỏi hay không? Chú ý đến những việc đó làm gì? Không thể tránh khỏi thì tự mình thành tựu. có thể tránh khỏi thì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn quyết không vì bản thân vì bản thân mà mong cầu tránh tai nạn đó là tâm luân hồi không thể thoát khỏi quả báo luân hồi có thể may mắn tránh được thân thể này vẫn còn thì phải sử dụng thân thể này giúp đỡ người khác không phải vì mình sống chết đều là vì chúng sanh. Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc cũng là vì chúng sanh. Đi đến đó để làm gì vậy? Để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Phổ độ chúng sanh trong Pháp giới. Tất cả đều là vì chúng sanh không hề nghĩ gì mình. Bản thân sống chết hay tai nạn không chút liên quan, y thì bạn đã giải thoát. Đây là Phật dạy chúng ta làm sao đối diện với sự thật. Đối diện với đủ thứ tai biến trước mắt. nói thật ra cũng chính là đối diện với sự biến hóa của nghiệp nhân quả báo bạn phải có trí tuệ phải có năng lực phải có phương tiện tiền xảo những điều này đều phải dựa vào tu học lúc bình thường mà rèn luyện thì mới có thể thành tựu điều quan trọng nhất là trước tiên phải tu bản thân cho tốt thành tựu pháp thân bát nhã giải thoát của mình. Sau đó mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ở trong lục đạo đều là chúng sanh khổ nạn. Không phải nói họ gặp phải tai nạn thì cho đây là khổ nạn. Trước khi chưa gặp tai nạn thì chúng ta phải phòng bị tai nạn đến rồi thì không kịp nữa. Đạo phòng bị chính là phải chứng được Pháp thân bát nhã giải thoát. Đây là phòng bị cứu cánh nhất, viên mạng nhất. ba cái này là liên kết với nhau nhưng mà có độ khó của nó chứng pháp thân khó khai trí tuệ cũng khó so sánh ba cái thì bát nhã và giải thoát là tương đối dễ dàng thực sự có thể được một chút giải thoát là công phu đã đắc lực rồi làm sao giải thoát buông xuống giải thoát chính là tự tại bạn không buông xuống Thì bạn có khổ, có nạn Buông xuống rồi Thì không còn khổ nạn nữa Cho dù gặp phải cũng giống như chẳng có gì Ai chịu buông xuống Thì có người thông đạt hiểu rõ đối với những đạo lý chân tướng sự thật này thì mới chịu buông xuống cho nên học phật từ chỗ nào xem thấy công phu của họ xem mức độ buông xuống của họ buông xuống được bao nhiêu đây là công phu chân thật buông xuống giúp bạn khai trí tuệ giúp bạn nhìn thấu Đến khi thấy rõ, buông xuống triệt để, thì Pháp thân hiện tiền nghe. Chúng ta ngày nay nói, nhìn thấu buông xuống, nhìn thấu chưa đủ, buông xuống cũng chưa đủ. Cho nên vẫn gặp phải biết bao tai nạn ở trong đời sống thường ngày không tự tại ngạn ngữ có câu việc không như ý tường tán chính phần tại sao không như ý vậy Tại sao chư Phật Bồ Tát các ngài được như ý? Việc không như ý của các ngài, một việc cũng không có. Chúng ta thì việc không như ý thường tám chín phần. Nguyên nhân do đâu? Hãy tìm. Tìm cho ra nguyên nhân và đem nó tiêu trừ hết thì mọi việc như ý thôi. Chư Phật Bồ Tát thông minh Trong quá trình tu học Các ngài biết tìm Tìm ra Đi gọi là khai ngộ Tiêu trừ đó Đi gọi là tu hành Là công phu Chúng ta phải hiểu Phải học Phải hết lòng nỗ lực mà làm hóa giải cái tai nạn này cho dù không thể hóa giải hoàn toàn nhưng cũng khiến tai nạn này rút ngắn về mặt thời gian giảm nhẹ về mức độ điều này có thể làm được Người làm càng nhiều Thì sức mạnh này sẽ càng lớn Tại sao chúng ta làm như vậy Thì có loại hiệu quả này Trong Kinh Phật nói Hết tẩy Pháp Từ tâm tưởng sanh Đây là Y cứ của lý luận Hoàng Nghiêm nói Hư không Pháp giới Hết đẩy chúng sanh Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Đây là lý luật cơ bản Từ ngưng với lý luật này Chúng ta sẽ sanh tính tâm Chúng ta đoạn ác tu thiện thực sự có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh người khác đoạn ác tu tiện cũng có thể giúp đỡ bản thân chúng ta cho nên làm một cuộc chuyển đổi từ trên tâm địa tâm chuyển đổi rồi thì hoàn cảnh của chúng ta liền chuyển đổi thế giới hoa tạng thế giới cực lạc người ở bên đó tâm tốt cho nên cảm được y báo vô cùng thù thắng Chúng sanh thế giới này như chúng ta đây Thì mê hoặc điên đảo Tâm địa bất tiện Nên cảm đến biết bao nhiêu tai biến Đạo lý là như vậy Hôm nay từ gian đã hết Chúng ta dạng đến đây Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đồng san gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quan